Xin chào các bạn, trong tutorial ngày hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn các bạn sử dụng công cụ Clone Stamp Tool ở trong After Effects để chúng ta xóa một số cái vật thể ở trong cảnh quay mà với những cảnh quay phức tạp khi mà chúng ta có sự thay đổi về màu sắc ánh sáng, chẳng hạn như là cảnh quay mình có ở đây. Thì các bạn thấy là chúng ta cảnh quay chúng ta có những cái đèn xanh đỏ nó chớp tắt như thế này và nó còn di chuyển nữa. Đấy. Thì bây giờ ví dụ là chúng ta sẽ cần xóa một cái viền hộp ở đây chẳng hạn, cái hộp màu hình vuông ở đây nè. Đấy, thì các bạn thấy là nó sẽ có sự thay đổi về màu sắc ánh sáng, cho nên là chúng ta sẽ xử lý cái vấn đề này bằng Clone Stamp Tool như thế nào ha. Thì trước khi vào bài thì mình cũng rất cảm ơn các bạn đã ủng hộ kênh của mình trong suốt thời gian qua, và mong là các bạn sẽ tiếp tục ủng hộ kênh bằng cách là like, subscribe, chia sẻ kênh để mình có thêm nhiều động lực xây dựng những nội dung mới cho chúng ta. Và các bạn nhớ là tất cả những file thực hành project, những cái software plugin stock quốc tịch mà mình sử dụng trong các bài của mình thì mình đều có trong gắn ở trong cái phần mô tả của video. Thì các bạn vui lòng đọc cái phần mô tả để có thể download các cái file project để thực hành cũng như là các cái tài nguyên mà mình có gắn ở trong phần mô tả hơn. Rồi thì bây giờ vào trong cái shot này thì bây giờ mình muốn xóa cái hình vuông ở đây. Được chưa? Hình vuông này. Việc đầu tiên là chúng ta để sử dụng cái công cụ Clone Stamp Tool ở trong After Effects, thì chúng ta sẽ phải double click vào cái layer video của chúng ta để chúng ta chuyển qua cái tab layer. Thì khi mà chúng ta chuyển qua cái tab layer và chúng ta sẽ select cái công cụ Clone Stamp Tool thì chúng ta sẽ có cái bảng điều khiển về Paint và Brush. Nó xuất hiện ở phía bên phải của cái After Effects của chúng ta. Thì công cụ Clone Stamp Tool này về cơ bản là nó sẽ lấy những cái pixel ở bên cạnh của cái khu vực mà chúng ta muốn xóa và để nó đè lên cái khu vực mà chúng ta muốn xóa ha. Và không chỉ là về vị trí mà chúng ta có thể select những cái frame khác nhau để chúng ta lấy cái pixel chúng ta đè lên trên cái khu vực chúng ta cần xóa. Thì để mà tùy chỉnh về cái hiệu ứng Clone Stamp Tool này, chúng ta sẽ vào cái cửa sổ Paint ở đây. Được chưa? Còn để mà tùy chỉnh về cái Brush, tức là cái độ lớn của cái con trỏ chuột của mình á, thì chúng ta sẽ vào cái cửa sổ Brush ở phía này. Thì đầu tiên là ở đây các bạn thấy là chúng ta có thể vào cửa sổ Brush để chúng ta tùy chỉnh cái kích thước của cái con chuột của mình. Thì ở đây ví dụ các bạn có thể thấy là chúng ta có thể select các cái kích thước brush ở đây, và các bạn thấy nó sẽ ảnh hưởng đến cái vòng tròn của cái con chỏ chuột của chúng ta. Và cái kích thước càng nhỏ thì khi mà chúng ta vẽ thì chúng ta sẽ phải càng cẩn thận hơn, đúng không? Để cho cái đường vẽ của chúng ta làm sao nó che được cái khu vực chúng ta cần xóa. Còn nếu mà chúng ta tăng cái kích thước này lên thì cái con chỏ chuột của chúng ta, cái hình tròn của con chỏ chuột chúng ta sẽ to lên. Chúng ta cũng có thể tăng giảm cái roundness, cái hardness, tức là cái độ sắc của cái độ sắc nét của cái con chỏ chuột của chúng ta bằng cái thông số hardness này. Thì chúng ta tăng nó lên, càng tăng nó lên thì cái độ sắc của cái con chỏ chuột, cái độ của cái brush nó sẽ càng sắc hơn. Ta giảm nó xuống thì nó sẽ càng mờ hơn. Thế thì ở đây thì để cho cái kết quả clone nó tốt nhất thì mình đề xuất của chúng ta nên sử dụng các cái hardness nó thấp, và nó có thể là 0% luôn, để cho cái độ mượt của cái con chỏ chuột chúng ta nó sẽ mượt nhất có thể. Đó là về cái phần brush. Và tiếp theo nữa thì về tùy chỉnh về cái paint, chúng ta sẽ lên cửa sổ paint. Ở trong cửa sổ paint này thì cái việc đầu tiên là chúng ta sẽ dùng cái thông số offset ở đây và cái thông số sụt time shift ở đây. Cái offset ở đây là để chúng ta các bạn thấy là khi mình thay đổi cái thông số offset này, chúng ta sẽ thấy có một cái hình ảnh mờ nó xuất hiện ở trong cái viewer của chúng ta, và nó tương ứng với cái kích với vị trí offset của chúng ta. Thì cái offset đây là chính là cái vị trí mà chúng ta muốn lấy cái pixel để chúng ta đập lên cái vị khu vực chúng ta cần xóa. Thì chẳng hạn ở đây khi mà chúng mình thay đổi cái offset theo chiều x, tức là theo trục ngang đó, mình thay đổi đó thì các bạn thấy là cái hình ảnh của mình nó sẽ đi theo trục ngang, được chưa? Còn là mình sẽ reset lại nè. Thì bây giờ ví dụ mình đổi sang cái offset theo trục dọc, đấy, thì các bạn sẽ thấy là cái hình ảnh chúng ta nó sẽ đi theo trục dọc, được chưa? Thì tùy vào cái vị trí hình ảnh của chúng ta,
Thì các bạn thấy là cái vị trí nào mà chúng ta có khu vực chúng ta có thể dùng để xóa được thì chúng ta sẽ áp dụng. Thì tương tự như vậy chúng ta sẽ có cái sort time shift, thì cái này thay vì là sử dụng cái offset vị trí thì chúng ta sẽ thay đổi cái thời gian. Thì các bạn thấy là khi mình thay đổi cái thông số sort time shift này á thì cái video chúng ta nó sẽ chạy và chúng ta có thể tìm cái frame mà chúng ta thấy là nó có cái khu vực tốt nhất để chúng ta có thể đập lên cái khu vực chúng ta cần xóa. Nhưng mà ở đây thì các bạn thấy là cái trước khi chúng ta sử dụng sort time shift này cũng khá là khó, tại vì cái video của chúng ta nó sẽ chớp tắt liên tục như thế này, chúng ta rất là khó tìm các cái frame mà nó có cùng cái màu để chúng ta có thể đập lên cái khu vực chúng ta cần xóa. Thế cho nên ở đây mình sẽ không dùng cái sort time shift mà mình sẽ dùng cái offset thôi. Thì bây giờ mình sẽ thử sử dụng cái offset theo chiều ngang ha. Đấy. Bây giờ mình sẽ tăng cái offset này lên. Các bạn thấy là nó sẽ đẩy cái hình vuông của chúng ta ha. Đấy. Thì cái kinh nghiệm là các bạn cũng khi chúng ta offset như này chúng ta cũng đừng offset nó quá nhiều, tại vì khi chúng ta offset quá nhiều thì cái màu sắc của các pixel nó sẽ khác nhau. Và khi mà nó khác nhau thì chúng ta khi chúng ta tô các bạn sẽ thấy là cái màu sắc của cái khu vực mà chúng ta xóa nó sẽ không có đồng nhất với khu vực xung quanh. Thế cho nên là đây mình sẽ Ctrl Z lại. Thì cho nên là cái kinh nghiệm là chúng ta sẽ chỉ offset một cái vùng nhất định thôi. Làm sao đó cho nó khoảng bằng cái brush của mình là được. Thế thì sau khi mà chúng ta lựa chọn xong cái vị trí thì mình chỉ việc mình dùng cái brush mình tô lên cái khu vực chúng ta cần xóa. Và chúng ta sẽ cứ tương tự như vậy chúng ta sẽ xóa đưa cái anh chuột của mình để chúng ta xóa khu vực chúng ta cần cần xóa ha. Thì khi mà chúng ta áp dụng cái Constant Tool này thì các bạn để ý là trong cái layer của mình chúng ta sẽ có một cái hiệu ứng tên là Pen ở đây, và trong cái Pen này nó sẽ bao gồm tất cả các cái clone, có bao gồm bốn cái clone, tức là bốn cái đường vẽ mà mình đã vẽ hồi nãy đó. Và các bạn có thể vào từng cái clone này để các bạn tùy chỉnh cái các cái thông số chẳng hạn như là hardness hay là opacity vân vân của từng cái stroke này. Đấy, thì thay vì hồi nãy các bạn chọn ở trong cái brush thì bây giờ chúng ta có thể vào từng cái stroke này để chúng ta tùy chỉnh lại ha. Rồi thì bây giờ sau khi chúng ta đã xóa được một frame như này rồi thì các bạn thấy là các cái clone của chúng ta nó có những cái thanh màu xanh như thế này. Những cái thanh màu xanh này nó biểu thị cho cái line của cái clone này, tức là cái độ dài tác dụng của cái hiệu ứng clone ở đây. Thì ở đây các bạn thấy nó kéo dài cho toàn bộ cái clip của chúng ta luôn, cho nên khi mà chúng ta kéo chạy đó, kéo cái video chạy thì bạn sẽ thấy là cái nó sẽ áp dụng cho toàn bộ cái clone của chúng ta, toàn bộ cái video của chúng ta. Và ở đây ví dụ là mình chỉ muốn nó mình chỉ muốn nó kéo dài đến một cái thời điểm nào đó, ví dụ đến cái thời điểm này là chúng ta thấy là cái tác dụng clone nó bắt đầu nó không có đúng lắm, thì bắt đầu mình sẽ select các cái điểm clone, các cái clone 1, 2, 3, 4 của mình sẽ kéo cái timing của nó trở lại đến cái thời điểm mà chúng ta muốn. Thì sau cái thời điểm này thì cái clone nó sẽ không còn tác dụng nữa, được chưa? Và như vậy chúng ta có thể đến cái frame này mình sẽ có thể dùng cái clone stem tool mình clone lại để cho cái kết quả clone nó đẹp hơn, thay vì là như hồi nãy là cái tác dụng clone của chúng ta nó không được tốt lắm, đúng không? Rồi thì như vậy là các bạn thấy là từ cái điểm này trở đi thì chúng ta sẽ có các cái clone mới, cái điểm clone mới, được chưa? Đó. Rồi thì quay lại với cái cảnh quay của chúng ta thì các bạn thấy là khi mà chúng ta clone theo cái trục x thì các bạn thấy đôi khi nó sẽ có những cái điểm không tốt lắm, tại vì là cái màu sắc khi mà chúng ta nhìn theo cái trục ngang á, thì các bạn thấy cái màu sắc nó có sự thay đổi. Đấy, thế cho nên là khi nét chúng ta dùng theo trục ngang này nó sẽ không hợp lý lắm. Thì đó chính là cái mà chúng ta phải cân nhắc khi mà chúng ta thực hiện cái clone stem tool đối với cảnh quay của chúng ta. Chúng ta phải biết là cái pixel của chúng ta nó theo trục x hay trục y nó có sự thay đổi gì hay không theo thời gian ha. Thế thì bây giờ mình sẽ delete hết các cái clone nãy giờ chúng ta đã làm và mình sẽ bắt đầu lại. Thì bây giờ thay vì là clone theo chiều ngang thì mình sẽ clone theo chiều dọc, tức là theo trục y.
Bây giờ mình sẽ bấm vào cái nút này, mình reset lại cái offset. Và bây giờ mình sẽ offset, thay vì theo trục ngang ngang thì mình sẽ offset theo trục dọc, được chưa? Mình sẽ kéo cái video của mình lên một tí để làm sao cho nó che được cái, các bạn thấy là cái ô vuông nó sẽ che được cái khu vực chúng ta cần xóa rồi. Thì bây giờ là mình sẽ dùng cái công cụ brush tool giống như nãy, và mình sẽ xóa cái hộp mà mình cần xóa ha. Và bây giờ thì khi chúng ta chạy, chúng ta sẽ thấy kết quả nó sẽ tốt hơn rất là nhiều, và nó không có bị những cái điểm màu nó lòi ra giống như hồi nãy. Là tại vì bây giờ các bạn thấy là nó lấy cái vị trí màu ở phía dưới theo trục y, thì nó sẽ không có bị ảnh hưởng bởi cái sự thay đổi về màu sắc của cái khu vực phía bên cạnh. Có một số chỗ thì nó vẫn có những cái điểm như thế này. Thì như mình nói hồi nãy, thì ở những cái chỗ này thì chúng ta chỉ việc là chúng ta clone lại cái khu vực đó, được chưa? Bằng một cái brush riêng. Thì sẽ tăng nó lên. Được chưa? Và mình sẽ giới hạn cái những cái brush ở cái khu vực này lại ở những cái frame này thôi. Đó, thì như vậy chúng ta sẽ có cái fix được những cái lỗi mà nó cái màu sắc nó thay đổi ở một số điểm thời điểm nào đó ha. Rồi thì như các bạn thấy là chúng ta đã thực hiện cái sử dụng cái Clone Stamp Tool để chúng ta xóa cái vật thể không cần thiết trong cảnh quay, chẳng hạn như cái hộp này ha. Và với một cái cảnh quay mà nó có sự thay đổi về màu sắc ánh sáng như thế này, thì hy vọng là cái tutorial này nó sẽ có ích cho các bạn trong cái việc sử dụng công cụ Clone Stamp Tool ở trong After Effects để mà xóa vật thể. Thì một lần nữa rất cảm ơn các bạn đã ủng hộ kênh của mình, và mong là các bạn sẽ tiếp tục ủng hộ kênh bằng cách là like, subscribe, chia sẻ kênh để mình có thêm nhiều động lực xây dựng những nội dung mới cho chúng ta. Và các bạn nhớ là tất cả những file thực hành project, những software, plugin, stock footage mà mình sử dụng trong các bài của mình thì đều có gắn ở trong cái kho tài nguyên mà mình có gắn lên ở trong phần mô tả của video. Thì các bạn có thể xem cái phần mô tả để biết cách unlock link download ha. Rất cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi, và hẹn gặp lại.